Hôm nay tiếp tục thử thách truy lùng anh Dưỡng thì hai anh em chúng tôi sẽ phải bắt được anh Dưỡng trong vòng 10 tiếng đồng hồ, và mỗi một tiếng anh em chúng tôi sẽ có được một gợi ý, bù lại thì chúng tôi sẽ bị mất đi 1 triệu đồng cho một gợi ý đấy. Càng bắt được tôi sớm thì anh Côn Mới Sáng sẽ đạt giải thưởng càng cao. Thử thách bắt đầu từ giây phút này. Gợi ý đầu tiên cho anh Côn và Sáng đó là tôi chỉ trốn ở trong thành phố thôi, không đi ra ngoài, chỉ ở trong thành phố thôi. Ok, đã nghe rõ chưa? Gợi ý đầu tiên, anh ơi, quanh thành phố Bắc Ninh. Đi thôi. Đi, đi tìm thôi. Thử thách lần này là theo cấp độ thời gian, vì vậy là rất là gay cấn luôn. Mọi người đừng rời mắt khỏi màn hình nhá. Không biết Sáng đang ở đâu rồi. Bây giờ tôi vẫn lang thang trên đường này, rất dễ bị Sáng và anh Côn phát hiện ra. Bây giờ phải nhanh chóng tìm những chỗ nào hoang vắng rồi trốn. Đầu tiên là anh em mình về công ty. Mấy lần anh Dưỡng trốn ở công ty rồi, kiểu gì lần này anh em mình không tìm thấy anh Dưỡng ở đấy thì cũng phải tìm thấy được manh mối ở công ty. Đi, về công ty tìm trước. Bây giờ tôi sẽ tính toán xem là anh Côn với Sáng đang ở đâu. Mở đầu thử thách thì anh Côn với Sáng không hề biết tôi ở đâu, thì chắc chắn Sáng và anh Côn sẽ phải đến những nơi như là công ty này hoặc là nhà tôi để tìm hiểu xem là tôi đi đâu hay tôi làm gì. Chứ bình thường ấy thì không thể nào biết tôi đang đi chỗ nào à, vì thử thách này không có gắn định vị. Quang, Sáng giờ có thấy anh Dưỡng ra đây không? Sáng giờ có thấy anh Dưỡng với Phong bê nhiều đồ đi đâu ấy, chắc là đi du lịch chứ sao ấy. Bê nhiều đồ á? Sáng ơi, căn phòng bí mật lại bị lấp vào rồi, mở ra xem có Dưỡng trong đấy không. Chắc là không có anh Dưỡng trong này đâu. Nhanh, không có anh ơi. Không có rồi, đi kiếm nơi khác. Ở thành phố thì tìm những cái địa điểm vắng rất là khó. Thế bây giờ tôi tính chỉ có những chỗ nào là bãi thăm ma hoặc là những cái cánh đồng thì mới vắng thôi. Còn thành phố thì như các bạn biết, thành phố lúc nào cũng đông đúc rồi. Thì bây giờ mình sẽ kiểm tra map xem là chỗ nào có bãi thăm ma với cả cánh đồng thì mình ra đấy, trốn ở đấy. Sáng ơi, toàn thành phố Bắc Ninh thì vẫn rất là rộng. Bây giờ anh em mình cứ đi tìm đại đi để chờ manh mối thứ hai. Cố gắng tìm thấy anh Dưỡng trong một tiếng này thì anh em mình mới nhận được 10 triệu anh ơi. Đi tìm anh em. Đi. Độc đi một tí mà đã hết hơn một tiếng rồi. Ủa, nhanh nhanh tìm chỗ nào trốn rồi. Mà bây giờ thế là sang tiếng thứ hai rồi. Bây giờ Phong chụp hộ anh một bức ảnh để gợi ý cho Sáng Liên Xu với anh Côn. Gợi ý thứ hai là em chụp cho anh một bức ảnh anh đang đi trên đường đi. Giờ chụp đi. Ok chưa? Rồi. Bây giờ em gửi cho Sáng anh Côn để làm gợi ý. Gợi ý tiếp theo là anh đang lái xe trên đường. Em ơi, cái lều này không có đâu. Anh ơi, có gợi ý thứ hai rồi. Ui. Này, anh Dưỡng vẫn đang đi ở trên đường anh ơi. Đường này là đường hai chiều luôn, tức là vẫn đang chạy xe. Ở Bắc Linh này có chỗ đường nào hai chiều rồi anh em mình đi thôi. Rồi ok, anh em mình đi luôn nhá. Cứ đi tìm ở quanh đường, biết đâu nhìn thấy xe anh Dưỡng. Ok, vậy em đã gửi cho anh Sáng rồi nhá. Vậy là tôi đã gửi gợi ý thứ hai. Thì gợi ý thứ hai là tôi đang đi trên đường. Thì phần thưởng của Sáng anh Côn đã rút xuống chỉ còn 8 triệu thôi nếu mà bắt được tôi. Gợi ý thứ hai này thực sự rất là khó. Anh Dưỡng thì vẫn đang di chuyển ở trên đường, hai anh em chúng tôi vẫn đang đi tìm. Thì đây có một con đường hai chiều, anh em chúng tôi đi từ đầu đường tới cuối đường vẫn chưa thấy anh Dưỡng. Thì bây giờ khả năng là đi tìm ở những con đường khác nữa thôi. Anh Dưỡng vẫn đang di chuyển trên xe này thì anh em mình hên xui nhìn thấy anh Dưỡng thôi, chứ thực sự là cái này rất là khó anh ạ. Thôi anh em mình cứ đi di chuyển tìm nhá. Đi. Thấy thì còn bắt được. Nói chung là càng bắt được tôi sớm thì phần thưởng của anh Côn với Sáng sẽ càng lớn. Vì vậy là tôi nghĩ là anh Sáng và anh Côn đang sùng sục để bắt tôi đấy. Không nói nhiều nữa, bây giờ tôi phải tìm chỗ nào trốn, không cứ đi lang thang trên đường này tôi dễ bị bắt lắm. Vừa gửi hình ảnh là đang đi trên đường rồi, bây giờ phải tìm chỗ nào, tìm chỗ nào gọi là trốn thôi. Vậy là chúng tôi đã tìm ra địa điểm mà anh Dưỡng chụp ảnh và gửi cho anh em chúng tôi. Nhưng mà từ nãy giờ chắc là anh Dưỡng cũng đã chạy xe đi một vị trí khác rồi. Thì bây giờ anh em mình sẽ chạy quanh quanh cái địa điểm này để tìm xem là anh Dưỡng có ở đây không nhá. Okay. Tại vì anh Dưỡng vẫn đang di chuyển bằng xe mà, thực sự rất là khó để tìm thấy anh Dưỡng. Nhưng mà hai anh em chúng tôi sẽ cố gắng để bắt được anh Dưỡng trong thời gian ngắn nhất nhá. Thôi đi tìm thôi anh ơi. Vậy là tôi đã tìm được địa điểm trốn. Đây là một cái đường cụt này. Đấy, đây là một cái đường cụt. Thì bây giờ tôi sẽ trốn ở cái đường cụt này. Chung là chỗ này thì siêu vắng rồi, vì là cái đường cụt thì không ai đi ra cả, thì một mình tôi ở đây. Đây, Sáng ơi, không phải tìm nữa đâu. Mình đi khắp nơi rồi vẫn chưa thấy anh Dưỡng. Thì sắp đến gợi ý thứ ba rồi, chắc là anh em mình đợi thôi. Và bây giờ tôi sẽ làm căn phòng bí mật ở trên ô tô để trốn anh Côn và Sáng nhá. Tôi nhận thấy cái ô tô của tôi khá là rộng, vì vậy tôi đã nghĩ ra làm cái căn phòng bí mật ở trong ô tô đấy để tạo bất ngờ cho anh Côn và Sáng Su nhá. Không nói nhiều nữa, bây giờ tôi sẽ tiến hành làm luôn. Wow, rất là rộng luôn. Đây là những cái đồ dùng để tôi mang vào căn phòng bí mật nhá. Đây là cái tủ lạnh này. Cái tủ lạnh đựng đồ ăn là đi đâu tụi phải mang, vì tôi rất thích ăn uống. Tiếp theo là cái tivi để giải trí nha. Mấy cái này để trang trí căn phòng. Tiếp theo là cái đệm không thể thiếu được, vì cái đệm là để ngủ cho nó ngon. Gối luôn. Vậy là đã hoàn thành căn phòng bí mật ở trên ô tô. Wow. Nhìn cũng khá là thích ấy. Bây giờ chui ô tô trốn rồi. Không cửa thế này Sáng thì Su biết thì chết. Mọi người thấy căn phòng bí mật của tôi có đẹp không? Nếu mà đẹp mọi người hãy bấm like, subscribe, đăng ký kênh nhá. Đi quanh quanh hết cái khu vực anh Dưỡng gửi gợi ý rồi mà vẫn không thấy anh Dưỡng. Khả năng anh Dưỡng đi xa rồi anh ạ. Đúng rồi đấy. Thử thách này tưởng dễ mà cuối cùng vẫn khó. Thế thôi, ngồi chờ đợi đến gợi ý thứ ba vậy. Đóng cửa váy mày không người lộ. Nhanh anh Côn tới. Bây giờ tôi sẽ trốn ở đây một chỗ thôi. Còn kệ anh Côn mới Sáng đi tìm nhá. Cho anh Côn mới Sáng đi tìm khắp nơi luôn. Mình trốn ở một chỗ thôi. Nếu mà đi ở ngoài đường ấy thì rất dễ bị anh Côn
Côn mới sáng bắt được. Vì vậy tôi chọn biện pháp là, à đúng rồi, thế sao biển số mình không che lại à? Nếu mà không che lại thì nếu mà sáng anh Côn đi từ đường chính đi ra nhìn thấy luôn. Bây giờ anh em mình phải lấy cái gì đó che biển số lại. May quá che cái biển số lại rồi. Ok, bây giờ tôi sẽ gửi gợi ý thứ ba cho sáng lên xu mấy anh Côn nhá. Anh Dưỡng gửi vị trí rồi. Wow, khu vực tìm kiếm đã được thu nhỏ. Bây giờ anh em mình chỉ cần tìm ở trong cái khu vực vòng tròn này thôi. Anh em mình mất 2 tiếng đồng hồ để đi tìm anh Dưỡng rồi. Bây giờ là gợi ý thứ ba, tức là anh em mình mất 3 triệu rồi. Cố gắng tìm thấy anh Dưỡng nhá. Thôi bây giờ anh em mình tiếp tục đi tìm kiếm anh Dưỡng thôi. Đi rồi. Vậy là gợi ý thứ ba đã được gửi. Thì bây giờ nếu mà anh Côn mới sáng bắt được tôi trong thời gian tới thì anh Côn anh sáng chỉ được 7 triệu thôi. Không biết anh Côn mới sáng hiện tại đang ở đâu. Nhưng mà thật sự rất là khó vì hình tròn này cũng rất là lớn, bao gồm mấy cái phường ở chỗ tôi, nói chung là rất là to. Khả năng anh Côn mới sáng cũng chưa thể nào bắt được ra tôi đâu. Ở trong khu vực lẩn trốn của anh Dưỡng thì tôi thấy có cái công viên này là rộng nhất, nhưng mà tôi đã tìm xung quanh rồi, không thấy xe anh Dưỡng, tức là anh Dưỡng không trốn ở đây. Bây giờ anh em mình tìm quanh quanh cái khu vực này để xem là anh Dưỡng có ở đây không. Thôi đi sang bên hồ kia đi, sang hồ tìm. Bây giờ anh em chúng tôi sẽ sang hồ phía bên kia nhá, bởi vì là hồ vẫn ở trong khu vực phạm vi lẩn trốn của anh Dưỡng, cho nên là không thể bỏ qua bất kỳ một vị trí nào cả. Ở trong cái căn phòng bí mật này tôi cảm thấy nó hơi bị bí bí, chắc là ở trong ô tô kín như vậy. Mở tủ lạnh nha cho mát nhá, chứ ở trong ô tô này nóng lắm, khó chịu lắm. Làm hớp nước để giải tỏa cơn nóng này. Hình như tôi thấy thời tiết đang có tín hiệu là đang chuẩn bị sang mùa hè rồi. Nhắc đến mùa hè là cảm xúc nó dâng trào. Cứ mỗi khi đến hè là tôi sẽ làm video là khuấy động không khí hè. Sáng ơi, dạ? Mình zoom làm gì, anh em mình đi mấy vòng rồi có thấy đâu. Em nghĩ xem liệu nó còn trốn ở đâu được không. À, còn chỗ này cũng ở trong khu vực lẩn trốn của anh Dưỡng, hầm gửi xe. Tại vì anh Dưỡng vừa lấy thấy gửi ảnh đi xem mà. Đi anh em mình đúng về rồi. Hầm giờ anh em chúng tôi sẽ về hầm để tìm anh Dưỡng nhá, xem đi. Anh Dưỡng trốn ở đấy không. Không hiểu sao tôi luôn cảm thấy bất an ý. Tôi hy vọng lần này anh Dưỡng tiếp tục sẽ giành chiến thắng trước anh Côn và anh Sáng, bởi vì họ thắng nhiều rồi mà. Tôi mới Dưỡng luôn luôn cố gắng để có thể thắng được anh Sáng với anh Côn. Vậy là anh em chúng tôi đang có mặt ở hầm gửi xe, thì anh em mình bây giờ chỉ cần tìm thấy xe anh Dưỡng là chắc chắn tìm thấy người, bởi vì là xe đi chung với người mà. Đúng thì rồi. Bây giờ anh em mình chia nhau ra nữa để đi tìm quanh cái hầm gửi xe này xem anh Dưỡng có trốn ở đây không. Đi. Đi. Vậy là hai anh em chúng tôi đã tìm hết ở hầm gửi xe nhưng mà vẫn không thấy xe anh Dưỡng đâu cả. Thì thời gian trôi qua đã gần hết một tiếng rồi mọi người ơi. Rất là nhanh, bởi vì hai anh em chúng tôi cứ đi ở ngoài đường thì vừa đi vừa tìm vừa nhìn anh Dưỡng. Thành ra là thời gian trôi rất là nhanh. Bây giờ đã gần hết thời gian rồi. Chuẩn bị sang gợi ý thứ tư rồi anh cô này. Em ơi, lại phải đợi gợi ý thứ tư để thu gọn phạm vi và tìm nó dễ hơn thôi. Tới gợi ý thứ tư là anh em mình mất 4 triệu rồi đấy. Thế là nếu mà thắng chỉ còn 6 triệu à? Thôi nhưng mà 6 triệu cũng được em ơi. Ok, đi tìm anh Dưỡng tiếp nhá. Đã hơn 4 tiếng trôi qua thì bây giờ sẽ là gợi ý thứ tư cho Sáng Đen Su và anh Côn. Đó là em chỉ trốn ở ngoài đường thôi. Ok nhá, chỉ trốn ở ngoài đường trong cái phạm vi hình tròn mà em đã khoanh. Chúc anh Côn mới sáng may mắn. Phần thưởng bây giờ chỉ còn 6 triệu thôi. Thời gian quá gấp rồi, càng ngày giải thưởng càng ít đi rồi. Chạy đua một thời gian đi anh Côn ơi. Sáng ơi, cố lên. Anh em mình lại mất 1 triệu rồi. Anh Dưỡng gửi gợi ý rồi. Chỉ trốn ở ngoài đường anh ơi. Chỉ trốn ở ngoài đường, tức là anh em mình chỉ đi xe máy tìm ở ngoài đường thôi. Ok, thế thì anh em mình bây giờ cứ đi xung quanh các con đường nhá. Em nghĩ là anh Dưỡng sẽ trốn ở trong những cái ngõ nhỏ ấy anh ạ. Đúng rồi, anh cũng nghĩ thế. Trong những ngõ nhỏ thì anh em mình sẽ khó phát hiện. Thế nên bây giờ anh em mình đi bắt anh Dưỡng luôn. Đi ngoài đường tìm nhá. Không biết anh cô với Sáng hiện tại đang ở đâu. Thì đã gợi ý thứ tư rồi mà vẫn chưa bắt được tôi. Anh Dưỡng ơi, em lo lắm, gợi ý thế này dễ bị bắt. Không sao em ơi, nhiều tuyến đường lắm, làm sao mà biết chỗ nào được. Nhiều loại nhiều xe đỗ ở ngoài đường lắm, đâu phải riêng một xe mình. Nói chung là vẫn khó lắm. Chỉ may mắn thôi, chỉ có may mắn là đi ngang qua đây xong là nhìn thấy cái xe đỗ đây xong phi vào thôi. Chứ ở ngoài đường em bảo cả thành phố bao nhiêu cái xe ô tô Santa Fe, thiếu gì xe. Đi mấy ngõ rồi mà vẫn chưa thấy ô tô của anh Dưỡng đâu. Tại thật. Còn cái ngõ nào nhỏ hơn không? Nhiều anh ạ. Thôi anh em mình tiếp tục đi đi. Đi đi. Anh Dưỡng trốn ở đâu mà kỹ thế nhỉ? Trong căn phòng bí mật ở đây có giường, tủ lạnh, tivi. Tôi rất là thích. Nếu cho tôi ở đây một tuần tôi cũng ở được. Phong ơi. Ô, em đi làm thử thách hay đi ngủ đây? Vâng, ngủ tại nằm đây thích quá anh ạ. Nhìn như căn nhà di động ấy. Có đầy đủ hết tiện nghi sướng à? Vâng anh ạ. Đệm rồi, ngủ đệm luôn rồi đấy. Mỗi tội này nó hơi chật, không để được cái nhà vệ sinh lên nhỉ? Để được không ta? Nếu mà để được nhưng ngồi hơi khó. Xong rồi tivi kia xong bật lên em, không thích xem à? Hiện tại em chỉ muốn nằm ngủ thôi. Anh ơi, có cái ngõ này nhỏ lắm, khả năng anh Dưỡng trốn trong này đấy. Không em ơi, khả năng anh em mình sai thì lấy rồi. Ngõ nhỏ thì không thể là ô tô vào được, đúng không? Bây giờ anh em mình chắc đi cái tìm đường lớn hơn đi. Thế đi tìm ở đường lớn nhá. Đi, đi. Quên mất, còn cái vali này chưa giới thiệu. Đây là phần thưởng của anh Côn và Sáng nếu bắt được tôi. Đây là 10 triệu nhưng mà qua 4 cái gợi ý rồi. Tức là bây giờ
Sáng với anh Côn chỉ còn 6 triệu. Phần thưởng của anh Côn và Sáng nếu bắt được tôi chỉ còn 6 triệu thôi nhá mọi người nhá. Vì là đã trải qua 4 cái thử thách rồi. Bây giờ cất đi. Ra bây giờ vẫn là thuộc về tôi. Khi nào bắt được tôi mới là giành chiến thắng cơ. Anh em mình mà cứ đi tìm anh Dưỡng thế này cũng không phải cách anh ơi. Sắp hết 4 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa tìm thấy. Bảo là trốn ở ngoài đường thì Bắc Linh nhiều đường thì biết anh Dưỡng ở chỗ nào. Em ơi, tôi lại đợi gợi ý tiếp theo mình lại trừ đi 1 triệu rồi. Anh ơi, càng để lâu thời gian tìm thấy anh Dưỡng, anh em mình càng mất nhiều tiền. Bây giờ cũng là gần 6 giờ tối rồi. 5 giờ 5 mấy phút rồi. Thì Sáng Su với anh Côn vẫn chưa bắt được tôi. Thì bây giờ đã là chuẩn bị bước sang tiếng thứ 5 rồi. Thì chuẩn bị phải cung cấp gợi ý thứ 5 cho anh Côn. Mà tôi chưa nghĩ ra được cái gì cơ. Nhưng mà quan trọng là anh em mình tìm rất là nhiều rồi không thấy chứ chả phải đợi như làm sao. Thực sự thử thách này quá là khó luôn. Không biết là anh Dưỡng trốn ở đâu bây giờ. Thôi anh em mình vẫn phải đợi rồi. Vẫn đợi chờ tới lúc anh Dưỡng gửi gợi ý tiếp theo. Lại một tiếng nữa trôi qua thì gợi ý tiếp theo dành cho anh Côn mới Sáng đó là em ở gần sân thể thao. Trừ 1 triệu. Đấy, nếu mà bắt được chỉ còn 5 triệu thôi. Ok nha anh Côn mới Sáng nhá, đang ở gần sân thể thao nhá. Anh Dưỡng lại gửi gợi ý rồi này anh Côn ơi. Anh em mình bây giờ chỉ còn có 5 triệu thôi đấy. Cố gắng gợi ý lần này bắt được anh Dưỡng nhá. Xem nào. Ở gần sân thể thao. Sân thể thao thì có bóng đá, bóng chuyền, cầu lông. Mà ở vùng quanh đây thì có rất là nhiều. Ừ, nhiều lắm à. Nhưng mà thôi, anh em mình đi tìm đi cho nhanh. Đấy, bây giờ anh em mình phải tổng kết lại. Thứ nhất là bao quanh cái vòng tròn như này này, ở ngoài đường mà lại gần sân thể thao thì anh em mình sẽ tìm tất cả các sân thể thao ở trong cái vòng tròn này. Xong là anh em mình đi nhá. Rồi đi. Bây giờ thì đi tới cái sân thể thao chỗ gần nhất chỗ anh em mình. Trong cả mấy cái phường này thì rất nhiều sân thể thao. Là sân bóng chuyền, sân cầu lông, rồi sân bóng đá cũng có luôn. Nói chung là thế này, anh Côn phải tìm mấy tiếng nữa mới thấy tôi. Sân bóng chuyền thì nhiều lắm. Mỗi một cái công viên có một sân bóng chuyền. Mà mỗi một cái phường thì có mấy sân cầu lông thì rất là khó để tìm ra tôi. Đây là sân bóng tôi mới Dưỡng hay đá. Nhưng mà anh em chúng tôi đã đi hết một vòng sân bóng này rồi, không thấy sĩ anh Dưỡng đâu. Tức là anh Dưỡng không có ở cái sân bóng này anh ơi. Thì bây giờ anh em mình sẽ chuyển sang sân cầu lông đi. Đi đến sân cầu lông mà anh Dưỡng ngày nào cũng đi đánh nhá. Let's go. Vậy là thử thách đã trải qua được hơn 5 tiếng mà anh Côn mới Sáng vẫn chưa bắt được tôi. Tôi nghi là khả năng thử thách này tôi lại chiến thắng rồi. Thật sự bây giờ tôi đang rất là vui vì hơn 5 tiếng rồi anh Côn vẫn chưa bắt được. Thì trời bây giờ cũng đã tối rồi. Thì căn bản là hơn 6 giờ tối rồi. Nhưng mà thử thách này không giống như những thử thách trước là trời tối là sẽ thắng mà là đến 10 tiếng cơ. Tức là thử thách này phải có đến 12 giờ mới kết thúc, 12 giờ đêm ấy. Vậy là ở sân cầu cũng không tìm thấy anh Dưỡng. Thì anh em chúng tôi đã đi rất là nhiều sân cầu và sân bóng đá nhưng mà vẫn không biết là anh Dưỡng trốn ở đâu. Tài thật. Mình còn bỏ sót cái sân nào ở trong khu vực tìm kiếm không? Thì làm gì còn sân nào đâu anh. À đúng rồi, còn cái nhà thi đấu Đa Năng, cái khu khổng lồ luôn. Có khi anh Dưỡng trốn ở đấy, anh em mình thử ra đấy xem nào. Đi. Trời bây giờ đã tối rồi thì hình ảnh nó hơi kém thì các bạn thông cảm nhá. Thì anh em tôi vẫn đang ở trong căn phòng bí mật ở trên ô tô. Vẫn rất thoải mái nhá. Phong có thấy thoải mái không? Sau 5 tiếng anh em mình ở trên này vẫn thoải mái anh ạ. Ok đi. Ok luôn. Vẫn tiếp tục thử thách được chưa? Vẫn tiếp tục được. Anh em chúng tôi cũng đã tìm kiếm ở quanh nhà Đa Năng rồi thì cũng không có bất kỳ một manh mối nào, một dấu vết nào của anh Dưỡng đã từng ở đây cả. Bây giờ thì khả năng anh em mình lại chờ tới manh mối tiếp theo thôi anh ạ. Em ơi, bên kia anh thấy có một nhà to đùng cái đấy. Rồi ok, thế sang nhà thi đấu bên đấy để tìm tiếp nhá. Đi. Hình như là mình quên mất cái gì đó. À đúng rồi, tôi có mang con camera ra để theo dõi ở bên ngoài. Camera không dây đúng không? Đây, mang con camera không dây đi để lên nóc ô tô để theo dõi xem nếu mà Sáng đi Su đến thì biết. Quên mất, tôi sẽ đặt con camera không dây này lên lóc xe ô tô. Nếu mà Sáng mà anh Côn đến là tôi biết ngay. Sáng ơi, Sáng ơi. Dạ. Anh nhìn thấy cái ô tô ở ngay cái đường nhà Đa Năng kìa. Đâu? Tối tối giờ em chả thấy gì cả. Phải em ơi, giờ cứ sang đi, nhớ đâu là Dưỡng. Đi thế đi sang thôi mà. Hy vọng cuối cùng đấy. Vậy là mặt trời đã lặn hẳn rồi. Ngoài kia về tối om rồi mọi người ạ. Nhưng bây giờ Sáng đi Su vẫn chưa bắt được tôi. Cho mọi người xem ở bên ngoài này, bên ngoài lên đèn hết rồi này. Đấy, bên ngoài trời đã rất là tối vào. Nhưng mà Sáng với anh Côn vẫn chưa bắt được tôi. Hay là Sáng với anh Côn trêu tôi kéo bây giờ lại đi về ngủ rồi để cứ tôi cứ đi trốn thế này. Thì vì là quay ở trong căn phòng ô tô nên điều kiện sáng nó không được, nên ánh sáng nó không được đẹp ấy. Video nó quay buổi tối nữa nên nó hơi bị mờ thì mọi người thông cảm nhá. Chuẩn bị đến gợi ý thứ 6 cho anh Côn mấy sáng rồi nhưng mà vẫn chưa đến giờ, phải chờ một lúc nữa đủ thời gian thì tôi mới gửi gợi ý tiếp theo nhá. Vậy là tiếp tục một tiếng nữa trôi qua thì bây giờ tôi sẽ nói gợi ý. Ô, cái đèn gì ấy? Có ai đang đến ấy. Tắt. À bây giờ tắt không kịp đâu. Ai đây? Chắc người ta đi đến đây, đến công nhân, đến công trường ấy. Không sao đâu Dưỡng ơi. Ui, không phải ô tô, tưởng ô tô nhưng mà... Thôi,
ô tô không có biển số sáng ơi. Nhưng mà đây đúng con Santa Fe rồi. Phải che biển số. Em tưởng công nhân đến đây mà. Nằm xuống em. Bắt được anh Dương rồi. Che biển nè, che biển à. Hello. Dê, vậy là đã bắt được anh Dương. Ui, đi tìm anh Dương vất vả thế. Đang định thông báo gợi ý tiếp theo mà đã bị bắt được gì. Anh Dương ơi, vậy là tôi đã bắt được anh Dương rồi. Thưởng anh ơi. Nhưng mà thực sự thử thách này vẫn khó anh ạ. Có gì em ơi, đây. Quá gợi ý vẫn khó. Vậy là khoảng 6 tiếng thì anh Côn mới sáng bắt được. Thì đây là phần thưởng của sáng anh Côn. Wow. Vừa nãy là định nói gợi ý thứ 6. Nhưng mà chưa kịp nói gợi ý thì vẫn được nguyên 5 triệu nhá, ok nhá. Mày quá, tí nữa thì mất thêm 1 triệu. Khó thật, tìm mãi mới thấy anh Dương. Nếu mà để trời tối thêm một tí nữa thì không tìm được luôn. Vậy là xong thử thách đuổi bắt trốn tìm theo thời gian thì anh Côn mới sáng là người chiến thắng nha. Sau gần 6 tiếng thì đã bắt được tôi nhá. 6 tiếng nhưng vẫn được 5 triệu, ok nhá. Nếu mọi người thích cái series căn phòng bí ẩn này, mọi người like, subscribe, đăng ký kênh nhá, thì tôi sẽ làm nhiều clip hơn nữa nha. Cảm ơn các bạn xem clip. Hẹn gặp các bạn các clip tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn.